mẹo cắt lượng đường để giảm cân nhanh hơn. Dùng đường tự nhiên, trao đổi các loại thực phẩm có chứa đường tự nhiên, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa như trái cây thay vì thêm đường từ bánh quy, kẹo và kem. Hạn chế đồ uống có đường. Để cắt giảm lượng đường, nên hạn chế đồ uống có đường như soda và chủ yếu dùng nước lọc, trà và cà phê không đường. Đọc các thành phần trên bao bì. Nên đọc các thành phần trên bao bì thực phẩm và chọn những nhãn hiệu không thêm đường hoặc chứa lượng đường tối thiểu. Nên hạn chế thực phẩm có chứa đường bổ sung. Một số đường bổ sung trên nhãn thực phẩm gồm đường nâu, mật đường siro, chất làm ngọt từ ngô hay đường mật nha. So sánh lượng calo. Nên tập trung vào việc bổ sung thực phẩm chất lượng, chẳng hạn so sánh 500 calo của một chiếc bánh rán với 500 calo của thực phẩm nguyên chất như trứng, bơ hay hạt. Cơ thể bạn sẽ xử lý theo cách khác nhau. Chiếc bánh rán hầu hết được tạo thành từ đường bổ sung và chất béo bão hòa, không có bất kỳ loại protein ổn định máu hoặc gây no, sẽ làm tăng lượng đường trong máu.